em mình không thiếu nhá. Đây anh em nhìn thấy quy trình làm ra một viên đạn. Hàng thì bao đẹp rồi anh em. Đây hàng đóng máy thì anh em biết rồi đấy. Đây hàng vừa làm ra xong không có tí bao viên nào. Đấy, đây qua một lớp, qua một giai đoạn lên màu nữa là kẹo sẽ ok rồi nhé. Đấy, qua xử lý lên màu nữa thì viên kẹo nó sẽ bóng, nó sẽ nhẵn và nó sẽ chuyển sang màu tối nha anh em nhé. Thì viên kẹo nó sẽ đẹp hơn. Đây là vừa làm xong thì là màu lúc nào nó cũng sẽ là màu trắng. Đây anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại nhé. Khuôn máy này em đều có hết nhé. Đấy, đây là chỉ lấu nhé. Đây là chì lấu đóng máy anh em nhé. Còn chì dây đóng máy thì nó khác cơ. Thì hôm nào em làm một cái video chì dây đóng máy riêng. Đấy anh em xem thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ shop nhé. Rồi ok, chào anh em.